Đây là chương trình Luật Di trú và Nhập tịch với luật sư Nguyễn Đại Hy Tuấn, và Hy Tuấn xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, chiều tối ngày hôm nay là ngày 22 tây của tháng 5 của năm 2017 và chương trình Luật Di trú và Nhập tịch được trực tiếp gửi tới quý vị từ 6 giờ chiều cho tới 7 giờ chiều tối ngày hôm nay, và chương trình này sẽ được chiếu lại vào sáng ngày mai 8 giờ sáng cho tới 9 giờ sáng. Đó là đài truyền hình Việt TV ở khu vực Dallas và Vietface ở Houston. Trong chương trình chiều tối nay thì mình có rất là nhiều cái vấn đề thông tin liên quan về mặt luật di trú và nhập tịch. Thì mình sẽ đề cập hai cái sự mới nhất, là đầu tiên là cái thống kê của con số của cái người mà vào đây du lịch và vào đây nước Mỹ và vẫn còn ở đây, nghĩa là có thể ở đây bất hợp pháp. Rồi sau đó mình sẽ nói ba cái dự luật mà bên Hạ viện. Rồi tiếp đó thì Tuấn sẽ trả lời tất cả những cái câu hỏi và cái thắc mắc của quý vị. Cho nên nếu mà quý vị muốn chuẩn bị gọi vào cho chương trình chiều tối nay thì số điện thoại là số toll free 844-858-7000. Đó là 844-858-7000. Và phần 2 của chương trình thì mình sẽ có cái visa bulletin của tháng 6 của năm 2017. Thưa quý vị, Bộ Nội an ngày hôm nay, sáng ngày hôm nay đã đưa ra cái thống kê mà của tất cả cái con số người vào nước Mỹ đúng theo sự kiểm tra nha. Đây là tất cả cái con số người ta vào nước Mỹ có sự kiểm tra qua máy bay hoặc là đi qua tàu thủy. Đó, nó không có tính con số mà đi bằng xe hoặc là bằng đường bộ từ Canada vào Mỹ hoặc là từ Mẹ Tây Cơ vào Mỹ. Đây là con số thống kê máy bay và tàu vào nước Mỹ từ ngày 1 tây tháng 10 năm 2015 cho tới ngày 30 tây tháng 9 năm 2016. Cái thống kê này cho tất cả con số vào nước Mỹ, và nó phân chia ra từng nước vào nước Mỹ nữa. Và bao nhiêu người người ta cảm thấy, không phải cảm thấy mà người ta estimate dự trù là có thể ở đây bất hợp pháp. Đó, thì trong cái chương trình hôm nay thì Tuấn sẽ cho quý vị thấy cái con số thống kê đó. Và đồng thời mình sẽ chú ý vào cái con số của người Việt Nam. Đó, rồi sau đó thì mình sẽ nói về cái dự luật nha. Đầu tiên là đây là cái thống kê của fiscal year, là năm tài chính của năm 2015 và năm 2016, là bắt đầu ngày 1 tây tháng 10 năm 2015 cho tới ngày 30 tây tháng 9 của năm 2016 nha. Đầu tiên là quý vị sẽ thấy là cái summary, là cái tổng quát lại của tất cả của con số mà nó phân chia ra đã vào nước Mỹ. Thì cái summary đầu tiên cho biết rằng là có hơn 50 triệu người vào nước Mỹ theo đường máy bay và đường tàu nha. Nhớ cái con số này nó không có tính đường xe hoặc là đường bộ. Đây là cái con số mà khoảng hơn 50 triệu người sử dụng máy bay hoặc là tàu thủy để vào nước Mỹ. Hơn 50 triệu người này thì nó phân chia ra những cái trường hợp sau đây. Trường hợp đầu tiên là những cái nước mà không cần visa nha. Giả sử Úc nè, giả sử giống như là Đài Loan nè, Nam Triều Tiên nè, Pháp nè. Đó là những cái chương trình miễn visa vào nước Mỹ. Thì chúng ta thấy người ta vào là gần tới hơn 21 triệu người. Còn cái con số mà không có rơi vào miễn thị thực là phải bắt buộc phải xin visa. Thì đây mình nói nước Việt Nam, Trung Quốc, mình nói cái tình trạng của đa số của Nam Mỹ giống như Venezuela và những cái nước khác mà không có rơi vào chương trình miễn visa. Thì có hơn 13.8 triệu người để vào đây có cái sự kiểm tra đó. Rồi trong đó nó tính bao nhiêu người là du học sinh. Du học sinh cho dù đó là chương trình F, tự túc học, em học nghề, J là trao đổi, mà không phải là Canada hoặc là Mẹ Tây Cơ. Thì hơn 1.4 triệu em đã vào đây du học. Và cũng hơn 1.4 triệu của những cái người mà du học hoặc là những cái chương trình khác giống như chương trình làm việc ở chương trình khác giống như là không phải là du học, không phải là du lịch, giả sử đi qua đây làm việc, giả sử có cái visa gọi là transit visa để vào đây tạm thời rồi đi máy bay khác,
thì cái con số đó cũng là hơn 1.400.000 nữa. Rồi Mỹ, Tây Cơ và Canada, thì nhớ Mỹ, Tây Cơ và Canada thì nó rơi vào cái hiệp ước của NAFTA nữa, thì có hơn 12 triệu người vào đây. Thì đây chúng ta có cái thống kê của tất cả mọi người mà máy bay hoặc là tàu thủy vào nước Mỹ, thì không có tính đường bộ, là hơn 50.437.000 người vào. Thì cái con số đó, thì con số người ta ở lại nha, con số người ta ở lại mà có thể ở đây bất hợp pháp, nghĩa là quá hạn hoặc là bất hợp pháp không đi về, là 739.478.000 người. Cho nên tổng cộng lại hơn 50 triệu người vào, khoảng 739.000 người ở đây bất hợp pháp, thì cái con số mà người ta ước lượng ở đây bất hợp pháp thì nó hơn 1.47%, nghĩa là 1.5% thôi, 1.5% thôi. Thì cái đó là con số tổng cộng hết đó, vào nước Mỹ đó, mà không phải đi đường xe hoặc đường bộ từ Canada vào nước Mỹ hoặc là từ Mỹ Tây Cơ vào nước Mỹ. Nào, đó là tất cả thế giới. Và bây giờ chúng ta sẽ break down cái con số đó từ Việt Nam nha. Từ Việt Nam đi du lịch từ tháng 10 năm 2015 cho tới 30 tây tháng 9 năm 2016, thì du lịch Việt Nam chúng ta có 79.097 người vào đây đi du lịch, trong đó hơn 3.082 người ở đây bất hợp pháp, nghĩa là ở đây luôn hoặc là không gia hạn xin visa đó. Thì cái đó nó gần tới 4% của cái con số mà đi vào đây du lịch từ Việt Nam mà ở lại hoặc là ở lại luôn mà bất hợp pháp, thì cái đó là 3.90%. Và đó là cái hồ sơ đi du lịch từ Việt Nam. Còn du học từ Việt Nam thì đó là cái tình trạng visa F1 tự túc đi học, M1 học nghề giống như sửa máy bay, J1 là trao đổi văn hóa, giống như là cái chương trình mà high school hoặc là work study program, là vừa đi học vừa đi làm cái hợp tác cho cái chương trình với Bộ Ngoại giao. Thì trong đó có 14.878 em đó, thì trong đó hơn 1.860 em ở lại mà có thể ở lại bất hợp pháp, thì cái đó là hơn 12.5%. Thì cái con số mà ở lại bất hợp pháp cao nhất là con số những em du học hoặc là học sinh trao đổi văn hóa, 12.5%. Đó, rồi bây giờ tới con số thứ ba của người Việt Nam là những cái người vào đây không phải là du lịch, cũng không phải là du học, nghĩa là có thể là visa tạm thời lao động, có thể là visa transit. Transit là chỉ có đáp máy bay rồi chuyển máy bay đi qua nước khác, tại vì từ Việt Nam tới nước khác không có máy bay trực tiếp phải transit qua Mỹ. Tuấn cho một cái thí dụ, giả sử không có máy bay trực tiếp từ Việt Nam tới Mỹ, Tây Cơ, thì người ta đáp tới Mỹ rồi người ta chuyển máy bay, thì nó có cái visa gọi là transit visa. Visa tàu thủy đi làm việc đó, thì nó có gần tới 2.727 cái visa mà người ta vào. Thì trong đó con số người mà ở lại bất hợp pháp là 816 người, nghĩa là gần tới 30% ở bất hợp pháp. Cho nên trong tất cả cái loại visa mà người ta ở lại đây nhiều nhất, thì cái loại visa không phải là du lịch, cũng không phải là du học, mà những cái loại visa ngoại hai cái trường hợp đó, thì cái con số vào đây gần tới 2.700 người, 816 người ở bất hợp pháp, thì cái đó gần tới 30%. Cho nên cái thống kê đó là cái thống kê cho quý vị thấy là những cái người đi qua đây du lịch, những cái người đi qua đây du học, những cái người đi qua đây theo cái diện giống như là diện lao động đó mà ở lại đây luôn mà không đi về Việt Nam, thì cái đó là cái con số thống kê mà Bộ Nội an mới báo cáo ngày hôm nay cho Quốc hội. Thì bây giờ mình chỉ cho biết là cái con số trực tiếp có thị thực mà từ Việt Nam qua thôi. Đây nó không, mình không có tính những con số mà người gốc Việt quốc tịch khác mà đi theo miễn cái chương trình visa, thì cái đó nó không có cái con số. Tuấn cho một cái thí dụ gì, giả sử người ta đi vượt biên đi qua bên Úc, người ta từ Việt Nam đi vượt biên đi qua bên Úc, rồi sau đó người ta có quốc tịch Úc, thì bây giờ người ta qua đây, người ta không đi về,
thì nó không có rơi vào cái con số mà Tuấn mới đọc cho cái nước Việt Nam. Một cái thí dụ nữa, rất là nhiều người gốc Việt ở Canada mà có quốc tịch Canada thì nó người ta qua đây và người ta ở luôn thì nó cũng không rơi vào con số này. Cho nên quý vị thấy là mỗi năm là cái con số mà người mà ở lại đây bất hợp pháp thì rất là cao so sánh với một cái nước giống như nước Việt Nam. Thì nói tóm tắt lại, nếu mà hơn 1.816 người, đó là gần tới 2.007 rồi cộng thêm 3.000 mấy nữa, là quý vị sẽ thấy là gần hơn 5.000 mấy, gần tới 6.000 mà người Việt vào đây, thì có thể là gần 6.000 người ở đây quá hạn hoặc ở đây bất hợp pháp. Thì cái đó là cái thống kê mà Bộ Nội an mới đưa ra cho Quốc hội để cho Quốc hội thấy rồi. Nhớ cái thống kê này nó chỉ có thống kê theo cái cách mà có thể kiểm tra được thôi. Đó là những cái phương tiện người ta bay vào nước Mỹ giống như máy bay hoặc là người ta đi tàu thủy. Rất là nhiều người Latino, rất là nhiều người Nam Mỹ, Trung Mỹ mà từ Mẹ Tây Cơ đi bộ qua hoặc đi xe qua mà không có nằm trong con số thống kê này. Và cũng rất là nhiều người Canada cũng đi xe hoặc đi bộ mà không có rơi vào cái thống kê này. Đó, thì cái đó là cái thống kê cho năm tài chính của năm 2015 và năm 2016. Kế tiếp thì mình đang theo dõi ba cái dự luật và cái này nó quan trọng cho những người ở đây bất hợp pháp. Thì vừa rồi là cái thống kê người ta đang ở đây bất hợp pháp từ Việt Nam, thì bây giờ ba cái dự luật mà mới đưa ra trong ban tư pháp của bên Hạ viện. Đó, thì bây giờ mình nói ba cái dự luật đó mà mới giới thiệu trong cái ban tư pháp của bên Hạ viện, rồi ngày 23 là ngày mai thì sẽ tiếp tục tranh luận trong ban tư pháp của bên Hạ viện. Thì ba cái dự luật này nó ảnh hưởng về cái vấn đề thi hành luật di trú trong nước Hoa Kỳ giống như cho những người đây bất hợp pháp. Thì ba cái dự luật là đầu tiên dự luật H.R. 2431 được đặt tên cho Michael Davis Jr. và Danny Oliver, là hai người làm cho Bộ Nội an mà bị thiệt mạng khi mà bị giết trong cái công ăn việc làm của người ta, mà cái người mà giết hai người này là ở đây bất hợp pháp đó. Và cái H.R. 2407 và cái H.R. 2406, đây là ba cái dự luật đang nằm trong ban tư pháp của bên Hạ viện nha. Nghĩa là dự luật thôi mà mới bắt đầu, nó chưa ra khỏi cái ban tư pháp, nghĩa là nó chưa ra nguyên cái Hạ viện, nó chỉ có bắt đầu từ ban tư pháp thôi. Thì cái dự luật này làm cái gì? Thì ba cái dự luật này đều hoàn toàn liên quan về cái vấn đề thi hành mặt luật di trú trong nước Hoa Kỳ. Nghe nó có giống không? Là nhớ rằng ngày 27 tháng 1 năm 2017 chúng ta có cái gì? Chúng ta có cái quyết định hành pháp của Tổng thống Donald Trump về cái vấn đề thi hành mặt luật di trú trong nước Hoa Kỳ, về cái vấn đề bảo vệ biên giới, và sau đó có cái vấn đề mà thay đổi cái vấn đề người ta vào đây. Thì trong cái vấn đề mà quyết định hành pháp á, thì phải có cái ngân sách của Quốc hội. Đó, mỗi năm phải có ngân sách để cho làm việc những cái gì mà cái quyết định pháp đưa ra. Nhưng mà nếu mà cái dự luật mà trở thành mặt cái luật thì bắt buộc Quốc hội phải chia cái ngân sách đều đều cho cái cơ quan đó thi hành. Thì bây giờ chúng ta thấy cái ý muốn trong quyết định pháp rất là khó được cái ngân sách hàng năm. Thì bây giờ người ta đưa ra cái ý muốn đó từ cái quyết định pháp trở thành cái dự luật trong cái sự giới thiệu của ban tư pháp của bên Hạ viện. Thì nếu mà cái dự luật này trở thành cái mặt luật thì nó là một cái đạo luật permanent chính thức mà sẽ có cái ngân sách đều. Thì ba cái dự luật này đã tăng cường nhân viên thi hành luật di trú. Đó là chúng ta sẽ thấy rất là nhiều nhân viên có quyền làm những cái thủ tục và tiến hành thủ tục trục xuất. Cho nên cơ quan thi hành luật di trú Immigration Customs Enforcement sẽ tăng cường nhân viên rất là nhiều, ép buộc tất cả những cái cơ quan giống như là thành phố, tiểu bang và quận phải hợp tác với cái cơ quan đó để làm việc. Và thêm nữa, một trong cái ý muốn của cái dự luật này là đưa cái hình thức trục xuất từ dân sự qua hình thức hình sự.
Cho nên quý vị thấy nếu mà quý vị ở quá hạn thì nếu mà sở hữu chú liên lạc được hoặc là bắt được thì người ta sẽ tiến hành thủ tục trục xuất. Tiến hành cái thủ tục trục xuất này không nhất thiết phải nhốt quý vị mà có thể bắt quý vị ra trình bày với cái tòa di trú dưới Bộ Tư pháp. Nếu mà thi hành xong hết rồi thì cơ quan Immigration Custom Enforcement sẽ sắp xếp vé máy bay cho quý vị tự nguyện đi về, đó, trình diện và đi về. Nhưng mà nếu mà cái hình thức này thay đổi từ dân sự qua hình sự thì nó có vấn đề là tù phạm có thể phải ở tù nè, rồi có thể phải hình thức nặng hơn và chưa chắc được thả trong cái thời gian mà chờ tòa xử. Cho nên mấy cái dự luật này nó là cái hình thức mà người ta cảm thấy cái quyết định pháp không có thể thi hành được tại cái ngân sách quốc hội chưa chắc được chích mỗi năm lâu dài như vậy. Cho nên với cái dự luật này trong cái khi trở thành chính thức là cái đạo luật thì cái ngân sách cho để thi hành mấy cái này nó đều có hàng năm. Đó thì đó là ba cái dự luật liên quan về thi hành mặt luật di trú đó mà chưa có trở đâu hết ấy. Cho nên cái chi tiết mình cũng chưa có muốn nói nhiều vào. Khi mà nếu mà ban tư pháp chấp nhận rồi bắt đầu đưa ra cái sự tranh luận bên Hạ viện, rồi nếu bên Hạ viện thông qua thì mình sẽ đi vào chi tiết rất là nhiều tại ba cái dự luật này là rất là quan trọng cho những người ở đây bất hợp pháp. Thưa quý vị, đó là hai cái sự giới thiệu cho chương trình chiều tối nay, thống kê của con số người ở đây bất hợp pháp. Đây mình nói rất là nhiều về người Việt Nam, rồi sau đó ba cái dự luật. Kế tiếp thì bây giờ cho Tuấn xin mời quý vị gọi vào cho chương trình chiều tối nay. Số điện thoại là số toll free 844-858-7000. Đó là 844-858-7000. Vài cái nhắc nhở cho quý vị trước khi Tuấn trả lời câu hỏi và cái thắc mắc của quý vị. Nhớ rằng Tuấn lúc nào cũng khuyến khích quý vị nên trực tiếp tham khảo luật sư quý vị hết. Và nhớ rằng khi mà Tuấn trả lời cho quý vị là hoặc là nói chuyện với quý vị, nó không có thể thay thế được cái sự cố vấn của quý vị mà quý vị nên có trực tiếp với luật sư quý vị. Và nhớ rằng đây là một cái chương trình đang trực tiếp gửi tới quý vị. Cho nên chuẩn bị câu hỏi và cái chi tiết chính xác, càng chính xác thì nó sẽ giúp cho Tuấn trả lời càng chính xác cho quý vị. Khi mà gọi vào được rồi làm ơn vặn nhỏ cái tivi và nói chuyện bình thường giống như qua điện thoại mà thôi. Và nếu mà Tuấn không còn cái câu hỏi gì thì quý vị có thể cúp điện thoại và bật lớn cái volume của tivi để nghe cái câu trả lời của Tuấn. Và bây giờ cho Tuấn xin mời đường dây đầu tiên, đó là tại thành phố Houston, cho Tuấn xin mời bác Kim. Bác Kim, welcome cho cái chương trình luật di trú và nhập tịch. Xin mời bác lên tiếng đi ạ. Dạ. Mời bác Kim ạ. Mời bác Kim ở Houston, dạ. Xin mời bác trình bày đi ạ. Dạ, xin chào bác sĩ, xin chào luật sư. Dạ vâng. Tôi tên Kim. Dạ, luật sư. 69 tuổi luật sư, tôi sang Mỹ gần 8 năm. Xin cho hỏi luật sư, tôi nộp đơn. Okay. Dạ, tôi tên Kim. Dạ, tôi nghe bác, cho nên bác 69 tuổi qua Mỹ được 8 năm và cái thắc mắc của bác nằm ở gì ạ? Dạ. Cho hỏi luật sư, tôi nộp đơn để thi quốc tịch đó luật sư, tôi nộp đơn ngày 7 tháng 7, lăng tay ngày 1 tháng 9, vậy. Ok, có thể cái điện thoại của bác, dạ, dạ vâng. Thưa bác, cho nên bác đã phỏng vấn chưa, hoặc là cái thắc mắc của bác là khi nào được phỏng vấn ạ? Dạ, tôi xin hỏi luật sư về chừng nào bác mới được phỏng vấn, thì luật sư xin được thư cho biết, cảm ơn luật sư nhiều. Dạ vâng, cảm ơn bác rất là nhiều và xin lỗi bác về cái vấn đề cái sóng của cái điện thoại. Cho Tuấn trả lời cái này cho bác Kim ha. Tuấn biết bác chờ rất là lâu và Tuấn biết nhiều khi quý vị chờ rất lâu nhưng mà cố gắng nếu mà được cứ chuẩn bị cái câu hỏi của quý vị và đi thẳng vào vấn đề. Thưa bác Kim, đầu tiên là sở di trú ở Houston giải quyết cái hồ sơ quốc tịch và thẻ xanh rất là chậm trong cái thời điểm này. Ok, cho nên nếu mà bác nộp tháng 7 của năm 2007 đó, thì tôi có thể nói là cái hồ sơ này ít nhất là 10 cho tới 14 tháng người ta mới phỏng vấn lực. Cho nên bây giờ cái hồ sơ này mới có bắt đầu là trong cái thời điểm mà có thể cứu xét mà phỏng vấn thôi. Đó là cái hồ sơ nộp tháng 7 năm 2016. Tháng 7 này với là 1 năm.
Thì bây giờ là tháng 5 thì nó mới bắt đầu 10 tháng, cho nên nó khoảng 10 cho tới 14 tháng nó phỏng vấn với kêu bác đi thiên thệ. Cái thứ nhì nữa đó là thưa bác, cho dù bác lớn tuổi rồi nhưng mà mới có thẻ xanh, mới có ở đây có 8 năm thôi. Khi bác phỏng vấn để thi quốc tịch, nhớ rằng tất cả cái gì bác phải thi và tất cả cái gì bác phải trả lời là bằng tiếng Anh hết, cho nên bắt buộc là phải biết tiếng Anh nha. Nếu bác không có đủ khả năng tiếng Anh thì chưa chắc bác thi đậu được đâu. Rất là cảm ơn bác đã gọi vào cho chương trình. Và thưa quý vị, tới đây cũng hết thì giờ phần đầu của chương trình chiều tối nay. Và chiều tối nay là ngày 22 tây của tháng 5 của năm 2017. Chúng ta sẽ trở lại phần 2 của chương trình trong vòng giây lát.